Xin chào tất cả các bạn đang theo dõi kênh Tài chính và Kinh doanh của chúng tôi ngày hôm nay. Và ngày hôm nay thì chúng tôi xin chia sẻ với các bạn một cách thức lựa chọn cổ phiếu mà rất nhiều nhà đầu tư quan tâm. Cái cách này đó là cái cách mà thông thường nhất của các quỹ đầu tư khi họ lựa chọn mua các cái cổ phiếu trên thị trường thì họ làm các cái bước như thế nào. Thế thì câu chuyện của chúng ta gần đây, chúng ta thấy rằng là một cái chia sẻ gần đây của giám đốc công ty quản lý quỹ SSI AM trong một cái sự kiện được SSI tổ chức về phương pháp đầu tư lựa chọn cổ phiếu, thì họ đưa ra các cái cách tiếp cận khác nhau. Và cái cách tiếp cận này trong cái việc là họ lựa chọn ra các cái cổ phiếu, ở đây tôi có thể chia sẻ là họ dùng cái bộ lọc để họ lọc từ 1.500, 1.600 cổ phiếu, lọc ra theo một số các cái tiêu chí về cái doanh nghiệp có tốt hay không, rồi tăng trưởng như thế nào, để lọc ra khoảng 50 đến 60 cổ phiếu thôi. Và từ 50 đến 60 cổ phiếu này thì họ mới cân nhắc đánh giá chỉ dựa trên cái con số đó và ra quyết định xem là sẽ những cái cổ phiếu nào được coi là cổ phiếu rẻ trên thị trường. Đấy, ngoài ra thì các cái quỹ đầu tư khác trên thế giới, thì đây là những cái cách thức và ba cái điểm mà trọng yếu mà các quỹ này thì họ đưa ra để họ lựa chọn cổ phiếu. Thứ nhất là họ sẽ quyết định xem là cái danh mục đầu tư của họ như thế nào. Chúng ta cần phải nhìn tổng thể danh mục đầu tư và chiến lược đầu tư của chúng ta để chúng ta quyết định xem lựa chọn cổ phiếu nào. Thứ hai là họ dựa vào các cái thông tin và xu hướng trên thị trường, những cái yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến nền kinh tế vĩ mô của chúng ta, và cuối cùng thì ảnh hưởng đến công ty để họ quyết định. Và thứ ba là họ đặt ra cái mục tiêu khi nào thì mua cổ phiếu và khi nào thì bán cổ phiếu. Đấy là những cái thông lệ ở trên thị trường mà các quỹ đầu tư họ đang dùng. Thế còn cụ thể hơn, các cái cách thức lựa chọn của các quỹ đầu tư mà nhìn chung ở Việt Nam, mà bao gồm cả các cái quỹ ngoại cũng như là quỹ trong nước, thì tôi có thể chia sẻ với các bạn bốn cái bước như sau. Bước thứ nhất, các quỹ đầu tư họ sẽ đánh giá cái xu hướng kinh tế vĩ mô và các cái ngành có liên quan, và theo đó thì họ xem là cái xu hướng vĩ mô này nó sẽ ảnh hưởng chung đến thị trường chứng khoán như thế nào, thị trường đã có xu hướng lên hay có xu hướng giảm. Từ đó thì họ điều chỉnh cái danh mục của mình, nó cũng giống như các quỹ đầu tư, họ phải nhìn vào cái tổng thể danh mục đầu tư trước. Cái thứ hai là các ngành kinh doanh nào đang được hưởng lợi và các ngành kinh doanh đang chịu ảnh hưởng, và họ nhìn cái tầm nhìn là tối thiểu là 6 tháng cho đến 3 năm, 5 năm sắp tới để họ đưa ra quyết định đầu tư và nắm giữ dài hạn của mình. Và những cái cổ phiếu nào là cái cổ phiếu nắm giữ dài hạn trong danh mục, và những cổ phiếu nào là những cái cổ phiếu để cơ cấu danh mục. Đấy là bước thứ nhất. Bước thứ hai là họ sử dụng các bộ lọc cơ bản để lọc ra các cổ phiếu tốt. Như tôi đã nói ở phần trên thì quỹ SSI CM thì họ lọc từ 1.500 cổ phiếu, còn lại 50-60 cổ phiếu tiềm năng để họ đánh giá. Và để họ tiến đến bước thứ ba, một cái bước rất quan trọng, đó là định giá công ty để xác định giá trị nội tại. Ở đây tôi xin nhắc lại một cái khái niệm là giá trị nội tại của doanh nghiệp, trong tiếng Anh là intrinsic value. Và trong chương trình phân tích tài chính và kinh doanh toàn cầu CGBA thì chúng tôi có xây các cái mô hình định giá để định giá giá trị nội tại của doanh nghiệp. Thì các quỹ đầu tư họ sử dụng thông tin trên báo cáo tài chính, thông thường thì sẽ lấy báo cáo tài chính 3 năm hoặc 5 năm gần nhất, và các cái thông tin có liên quan các cái dự án phát triển của doanh nghiệp và khả năng tiềm năng tăng trưởng doanh thu, tăng trưởng lợi nhuận và tăng trưởng dòng tiền. Họ sẽ xây ra các mô hình định giá để nhằm xác định giá trị nội tại của doanh nghiệp, và từ đó họ áp dụng khá nhiều các phương pháp định giá khác nhau. Ví dụ như phương pháp phổ biến nhất là phương pháp dòng tiền chiết khấu, các phương pháp khác như là có mang tính gọi là phương pháp so sánh như là PE, sử dụng cái chỉ số PE là một cái phương pháp đơn giản là trực diện, nhưng mà nó sẽ có cái tính so sánh và để tham chiếu. Một phương pháp so sánh tham chiếu khác nữa là EV EBITDA, tức là xác định giá trị hệ số của công ty, một cái hệ số gọi là EBITDA multiple để nhân với cái chỉ tiêu EBITDA của công ty để xem cuối cùng là cổ phiếu hiện tại là đang đắt hay rẻ. Đắt hay rẻ có nghĩa rằng là cái giá trên thị trường so với cái giá trị nội tại, so với cái intrinsic value của công ty
thì là cao hơn hay thấp hơn. Nếu giá thị trường cao hơn quá xa so với giá trị nội tại thì họ có thể cho là cổ phiếu đắt, mà nếu như thấp hơn rất nhiều thì đây là một cái cơ hội đầu tư rất tốt. Và chỉ có những cơ hội đầu tư như này mới có thể mang lại những cái khoản lợi tức đầu tư lên đến 50, thậm chí 100, 200, 300% nếu như nắm giữ đủ lâu các cái cổ phiếu này. Và cái cuối cùng là họ đánh giá các yếu tố thị trường, bao gồm có xu hướng của cái cổ phiếu, tức là trend ấy, dùng các cái biểu đồ, dùng phân tích kỹ thuật đánh giá các yếu tố về dòng tiền, tìm điểm mua, điểm bán để mà tối ưu cái mức lợi tức kỳ vọng và lợi tức trong tương lai của mình. Thì trên đây là 4 bước mà các quỹ đầu tư họ hay dùng, và tôi nghĩ rằng là rất là phù hợp với những nhà đầu tư, đặc biệt các nhà đầu tư mới có tiền, có tất cả các cái yếu tố, nhưng chúng ta không có quá nhiều thời gian để tham gia, thì chúng ta cân nhắc sử dụng các cái phương pháp đầu tư một cách dài hạn và cơ bản để có thể nắm giữ các cái cổ phiếu mang tính là tích sản, tích lũy tài sản và mang lại cái lợi tức. Ngoài ra thì các nhà đầu tư, đặc biệt nhà đầu tư F0 cũng có thể tìm hiểu các cái phương pháp này để ra cái chiến lược đầu tư cho mình, và có thể nhận được các cái sự cố vấn của các cái chuyên gia quản lý quỹ, các cái giám đốc quản lý quỹ hoặc là những cái cố vấn tài chính có năng lực để có thể thực thi cái mục tiêu đầu tư của mình và đạt cái mục tiêu dài hạn là đạt tự do tài chính càng sớm càng tốt. Vâng, thì trên đây chúng tôi xin chia sẻ một số cái phương pháp mà áp dụng, các cách thức lựa chọn cổ phiếu áp dụng của các quỹ đầu tư trên thị trường, và hy vọng rằng là có thể cung cấp cho các bạn là có một cái góc nhìn để có thể đưa ra các cái chiến lược đầu tư riêng cho bản thân mình, và mình sẽ phải quyết định xem là mình sẽ đầu tư như thế nào. Và rất là cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình của chúng tôi ngày hôm nay, và hẹn gặp lại các bạn ở các chương trình chứng khoán F0 và các cái phương pháp đầu tư tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn.